Hôm nay Hà Nội tổ chức hội nghị Hà Nội 2017 hợp tác đầu tư và phát triển. Đây là một hội nghị nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương cam kết của Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp phát triển với tinh thần tiên phong về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, tôi xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư và doanh nhân lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, nhìn lại năm 2016 với tinh thần hợp tác đầu tư và cùng phát triển, Hà Nội cùng cộng đồng các doanh nghiệp đã có một năm nỗ lực tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng nhanh, bền vững, thu ngân sách tăng trưởng tốt, đặc biệt là sự phát triển của doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng, các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh thành công đầu tư vào Hà Nội với số vốn rất ấn tượng 439.000 tỷ. Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội đã nỗ lực mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sự nỗ lực, cố gắng của thành phố đã được cộng đồng, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thủ đô ghi nhận, đánh giá cao qua các chỉ số được xếp hạng tốt nhất ở Việt Nam như sau: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 10 bậc, chỉ số cải cách hành chính tăng 6 bậc, chỉ số ICT xếp thứ hai của cả nước. Hà Nội nằm trong nhóm 4 thành phố có chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thủ đô Hà Nội, một trung tâm lớn của cả nước trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đã thể hiện ngày càng rõ hơn là một siêu đô thị, một trung tâm lớn của khu vực. Hà Nội ngày càng năng động hơn, hấp dẫn hơn. Để đạt được những kết quả nêu trên, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự giúp đỡ tận tình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành, các cơ quan trung ương. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, trước những yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ đổi mới phát triển cùng với những đô thị lớn khác trên thế giới, Hà Nội đang đứng trước những thách thức rất to lớn cần phải giải quyết để đáp ứng mong mỏi của người dân, cộng đồng các doanh nghiệp. Đó là áp lực gia tăng dân số, quá tải cơ sở hạ tầng, quá tải dịch vụ công thiết yếu như y tế, giáo dục, nước sạch, giao thông công cộng, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi đã trở nên nghiêm trọng, thiếu nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống hạ tầng khung, giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, viễn thông và đáp ứng nhu cầu nhà ở như dịch vụ cho người dân của thành phố. Mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, những tác động từ nền kinh tế liên tục tăng trưởng và từ hội nhập toàn cầu, v.v. Với những quyết tâm vượt qua thách thức khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, hội nhập bền vững, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai kết hợp nhiều giải pháp. Lãnh đạo thành phố xác định chìa khóa của bài toán siêu đô thị chính là đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác đầu tư và phát triển, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Tiếp theo thành công năm 2016, tại hội nghị Hà Nội 2017 hợp tác đầu tư và phát triển ngày hôm nay, thành phố mong muốn nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự tham vấn kinh nghiệm, công nghệ, giải pháp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và các
chuyên gia trong nước và quốc tế phát triển Hà Nội theo hướng văn minh đô thị, hội nhập bền vững và xây dựng chính quyền phục vụ đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố năm 2017-2020. Tôi tin tưởng rằng với những tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thuận lợi riêng của thành phố, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, người dân của thành phố sẽ tiếp tục, Hà Nội sẽ tiếp tục là địa điểm đầu tư, kinh doanh, du lịch hấp dẫn và thành công cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với tinh thần đó, tôi xin được tuyên bố khai mạc Hội nghị Hà Nội 2017 Hợp tác Đầu tư và Phát triển. Chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe các vị khách quý, các vị đại biểu. Xin chân thành cảm ơn.